Hello các bác, Thanh Tùng của Cho Ô Tô Đầu Mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Thì hôm nay là trước thềm ngày lễ ngày Tết đoàn viên này, rằm tháng 8 thì em Tùng lại lên báo giá cũng như là livestream tương tác về những đầu xe hiện có tại Cho Ô Tô Đầu Mối Hải Dương. Nhà mình đang quan tâm những dòng xe nào, quan tâm mẫu xe cũ nào từ 4 đến 7 chỗ này thì đến với Cho Ô Tô Đầu Mối Hải Dương, địa chỉ Nam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2. Hai số là 0347701777 và 0343540999. Thì em Tùng sẽ ngay lập tức để lại dưới phần bình luận cho mình cùng tham khảo nhé. Đây thì em xin quay máy quay lại những đầu sản phẩm chất lượng và giá yêu thương hiện đang có bên em này. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình ơi ạ. Chia sẻ dùm nhiều Thanh Tùng đi gia đình nhà mình ơi. Vâng, chào các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Vâng, chào bác Triệu Việt Thái này. Chào đại gia đình mình ạ. Thì cho em Thanh Tùng để lại hai số hotline này 0343540 và 999. 0347701777. Ok. Hai số đường dây nóng hotline thì đã được để trên màn hình rồi. Có những thắc mắc gì về xe cộ, về giá cả, chất lượng xe, những thủ tục mua bán xe như thế nào thì cứ mạnh dạn gọi cho em vào hai số hotline này. Đấy, em Tùng sẽ bắt máy 24/7 để phục vụ toàn thể quý vị anh chị gia đình nhà mình trên ba miền Tổ quốc nhá. Đấy, có rất nhiều xe luôn. Hôm nay anh về khá đầu xe mới để phục vụ gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Chiến Thắng này, chào Triệu Việt Thái, chào Trần Thị Thu Hằng, chào bác Thanh Ngoan, chào đại gia đình mình. Vâng, thì hôm nay bên em có về một chiếc K3 mới nhá. Ok, chào bác Nguyễn Tùng ạ. Đây, hôm nay có về một chiếc K3 mới đây, biển 34 Hải Dương này, 4101 lụt này. Trước này em bán 300 triệu thôi, bán tri ân cho anh chị quý gia đình nhà mình nhá. Na răng đúc lốp láp đẹp 300 triệu đồng thôi. Vai ốt màu vai ốt 2010 màu vàng cát có không em? Vai ốt 2010 màu vàng cát thì bên em lại chưa có anh nhá. 2010 thì bên em đang có màu đen thôi. Đấy, chỉ có màu đen thôi ạ. Vâng, chào bác kệ nó đi này. Chào anh Ngọc, chào đại gia đình nhà mình. Đây, rất nhiều dòng xe mới đây. Đấy, một mẫu xe này mới về đấy ạ. Toyota Vios 2000 con này nè, em xem lại nào. Thông tin vẫn chưa nhận được chính xác này. Đấy, con này Toyota Vios 2017 bán e số động này, 1.5 405 triệu đồng. Đấy, màu trắng rất đẹp đây, tư nhân chính chủ này. Đấy, cặp đèn pha thì được trang bị lên hai mắt diều hâu 7 màu, rất đẹp luôn. Tư nhân chính chủ 30F63327 Hà Nội nhá. Đấy, mới về chiếc này 430 triệu đồng. Đây, em xem những chiếc nào mới về này để bình luận gia đình mình này. Đấy, Kia Morning Pride đây, 208 nhập khẩu Hàn Quốc mới về nhá, 225 triệu đồng. Số tự động, đấy, một chiếc xe mà đàn anh đàn chị của những chiếc Rio hoặc là K3 Seto bây giờ này, 1.4 số tự động 225 triệu đồng thôi, tham khảo dùm em đi ạ. Đấy, cảm ơn gia đình mình đang xem buổi livestream rất nhiều này. Báo giá Y10, anh Nguyễn Công Dũng quay lại con Accent cho anh xem nhé. Ok, quay lại con Kia trắng ạ. Vâng, ok anh nhé, con Kia trắng em quay lại cho anh này. Đấy, lừa chỗ anh đấy. Đấy, con Kia trắng anh ơi. Đấy, quan tâm em con này nhá, Kia K3 2016 này. Đấy, đàn anh của dòng Seto đây, 300 triệu bán tri ân ngày hôm nay cho đại gia đình mình nhá. Đấy, Kia K3 đây, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4101 này. Đấy, tham khảo cho em đi. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp, la sáng đúc, lốp láp đẹp, xi nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, 300 triệu đồng thôi nhá, tham khảo cho em mẫu này đi gia đình nhà mình ơi. Vâng, chào bác VV, chào anh Ngọc, chào bác Thu Thu, chào bác Nguyễn Văn Đông, chào bác Nguyễn Công Dũng báo giá Y10. Ok, em sẽ báo giá Y10 này. Anh Lê Quang Trung có tham khảo dòng này nhá, nhắn tin trực tiếp qua cho em ạ. Vios 2010 có Vios 2010 nhá. Chào bác Trần Thị Thu Hằng. Vâng, chào bác Minh Tân, chào bác Lam Hoàng. Nghỉ trung thu ông chủ ơi. Ôi giời ơi, anh ơi, chưa nghỉ được anh ơi. Đấy, vẫn này trung thu đến nơi này mà vẫn phải cố lên để phục vụ anh chị quý mình đây, ủng hộ em đi. Chào tất cả mọi người nhá. La Chetty biển 98 Thanh Tùng ơi. Ok, có La Chetty biển 98 anh Nam Hoàng nhá. Chào Hùng Nguyễn này. Vâng, thì em sẽ thể theo nguyện vọng của bác nào trước thì em sẽ có giới thiệu trước nha. Y10 này báo giá Y10 đây, Y10 2014 bản đủ phun kịch, động cơ 1.0 số sàn, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây, biển là 31938, biển khá đẹp đây, đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. La sáng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ở hai bánh trước, hỗ trợ phanh tăng chống hai bánh sau này. Đấy, gương kính cụp xe điện, xi nhan trên gương, nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều rất buốt nhá, 240 triệu đồng thôi. Đấy, hôm nay bán đồng giá là 240 triệu, giảm ngay 5 triệu đồng khi Hyundai Grand i10 bản đủ 240 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng ạ. Vâng, chào bác Vương Nguyễn này, chào bác Thanh Ngoan,
Đây em xem những bình luận của gia đình mình nhá. Chào Lancetti 98 ok. Xem nội thất đi em. Anh Lê Quang Trung à, ok để em quay con K3 đấy nhá, cho anh chị quý vị cùng tham khảo nhá. Hello mình. Ô con này thì này đang chốt cửa anh ạ. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy nhá. Giờ đang livestream mà không lấy chìa khóa được. Con này 300 triệu màu trắng này. Đấy giờ thử hỏi xem chú Thiều này có bán con này 300 triệu không, anh tư vấn cho các bác ấy. Đấy 300 triệu màu trắng nhá. Đấy con này thì tạm thời đang chốt một tí xíu này. Lancetti biển 98 ok, con Lancetti biển 98 nhá. Anh Nguyễn Công Dũng mà ấy đang quan tâm đến dòng Y10 này thì để lại bình luận, để lại comment lên tư vấn thêm cho này. Con này bản đủ này 245 triệu đồng này. Hôm nay đại hạ giá bán cho là 240 triệu đồng thôi. Nhá. Vậy là bản đủ này, tiếp tục bản đủ đây. Hyundai Y10 bản đủ. Đây 2014 đăng ký con bánh năm 2016 đây. Con này cũng đồng giá là 240 triệu nhá. Đấy, bán hôm nay này giảm luôn 5 triệu giá còn thương lượng nhá. 1.0 số sàn bản đủ phương trình. Na sang lúc lốp na đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. 30 chính chủ Hải Dương đây. À 30 chính chủ Hà Nội đây. Đấy, đăng kiểm còn dài, tháng 7 năm 2023. Đấy, 240 triệu đồng này. Tham khảo giúp em tiếp này. Đấy, đang quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào để lại comment đi, để lại bình luận đi. Em Tùng tư vấn cho ạ. Điện lạnh Thịnh Đạt, vâng cảm ơn bác Thiện Hạnh Thịnh Đạt rất là nhiều này, cho bác Minh Tiệp này. Nhưng anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, mới vào xem. Cho em Tùng xin một lượt like đi, một lượt chia sẻ đi, một lượt thôi cũng được. Có mất tiền không bạc yêu gia đình ơi. Đây hôm nay nhà em có về một chiếc Kia Morning SLX nhá, bản nhập Hàn nhá. Tham khảo cho em đi. Một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu màu trắng đời 2010 nhập Hàn. Đấy. Cặp đèn pha này được trang bị lên công nghệ bi cầu này. Đấy, bi cầu siêu đẹp. Siêu đẹp và siêu hiện đại luôn. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Xin nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương, la sáng đúc hoa mai 4 bánh này. Điều hòa auto, cam nồi cam hành trình đầy đủ, đăng kiểm còn 1 năm đến tháng 7 năm 2023. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều auto nhá. Đấy. 215 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng thêm được cho đại gia đình nhà mình ạ. Đấy, những bác nào đang quan tâm mẫu xe nào, thủ tục thanh toán ra sao, cứ bình luận đi, comment đi để em Thanh Tùng tư vấn cho nhá. Vâng, chào bác Xuân Hòa này. Ok, gửi hình chuẩn con K3 vào Zalo cho anh nhá. Ok anh nhá. Cho mình xem vai ốt trắng. Bác Phương Nguyễn này, ok. Chào bác Tài Dương. Ok, để em quay lại vai ốt trắng cho anh này. Vâng, chào bác đại đợi chờ lại hạnh phúc nhá. Nhà mình cứ comment, cứ bình luận nhiều lên, giảm giá trước thềm Trung Thu đây. Đấy, Trung Thu Tết đoàn viên nhá, giảm giá cực sàn cho anh chị quý vị nhà mình luôn này. Đây, vai ốt trắng đây anh ơi. Đấy, chia sẻ cho đi anh ơi. Vios trắng 1.5 số tự động 2017, đăng ký bán bánh năm 2019. Đấy, 1.5 số sàn bản E, cửa tiền đang bán tại cho ô tô đầu mối Hải Dương nè, 450 triệu đồng. Đăng kiểm thì còn dài, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Đấy. Cam kết này, một mẫu xe tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi, không đâm đụng, không va chạm, không thủy thiết gặp nước nhá. Nhiều xe đẹp thật đấy, chào em, vâng, chào bác 6 Nguyễn Minh này. Y10 ship Bắc Đông không? Ok anh, ship toàn quốc luôn nhá. Đấy, ship toàn quốc luôn, nhắn tin qua fanpage đi. Đấy, em tư vấn thôi, làm giá cả thì là việc ship thôi. Đây, tiếp tục báo giá con Vios mới về đây. La răng đúc phay 4 bánh, lốp lát đẹp, phanh ghế chống bó cứng ở 4 bánh này. Đấy, xi nhan trên gương này. Một loại, một dòng xe hiền lành, tiết kiệm nhiên liệu. 5,8 lít trên 100 km hỗn hợp này, 7,57 lít trên 100 km đô thị và 4,73 lít trên 100 km đường trường. Quan sát vào nội thất em đi, em nhà mình ơi. Vô lăng ba chấu này, tích hợp túi khiên toàn trên vô lăng. Đấy. Đầu đài màn hình này. Màn hình Android cỡ khổng luôn, phục vụ nhu cầu gia đình nhà mình. Xem phim, nghe nhạc, check map, đọc tin tức này. Đấy. 450 triệu đồng. Toyota Vios màu trắng 2017. Đăng ký năm bánh năm 2018, đang được bán tại cho ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Zin cả xe, bao test hãng này, nếu phát hiện được lỗi nhá, tặng ngay 5 triệu cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, kiếm tiền thì chưa dễ hơn. Phát hiện ra lỗi tặng ngay 5 triệu đồng. Vâng, cho Hoàng Thái này. Chào bác Hoàng Đức Hợp. Ok, chúc Hoàng Đức Hợp ơi. Y10 có ship nha đại thành nhá. Rất là nhiều Y10 luôn, tham khảo giúp em đi ạ. Đấy, một đầu xe này mới về đây. 450 triệu đồng. Toyota Vios 2016. Vâng, bác Khúc Văn Công đang xem buổi livestream ngày hôm nay, chia sẻ ra mấy lần đi bác Khúc Văn Công ơi. Cảm ơn bác Khúc Văn Công rất là nhiều ạ. Đấy, cho anh địa chỉ này. Vâng. Em cùng cửa hàng với anh Đức Chính à? Vâng, vâng, em cùng cửa hàng bên anh Đức Chính, anh chào đoàn ơi. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Đấy, để ủng hộ em này cũng như ủng hộ anh Đức Chính thì hãy cho kênh của Thanh Tùng, kênh Đức Chính và những buổi livestream nhiều lượt chia sẻ đi gia đình ạ. Cảm ơn gia đình rất là nhiều nhá.
con đó số tự động của em. Đúng rồi anh ơi, con đó 1.5 bản E số tự động 2017. Cho anh xin địa chỉ anh Lê Quang Trung. Địa chỉ có em này là chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương, địa chỉ Lam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2. Đấy, các bác nào đang quan tâm này cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc là số điện, hoặc là fanpage cho em đi, hoặc là hai số Zalo này. Đấy, em gửi vị trí chính xác cho. Đến bên em xem xe, chạy thử xe, tư vấn miễn phí nhá. Cảm ơn gia mình rất là nhiều này. Chào bác Hương Ly, chào bác Nguyễn Lâm Hà, chào bác Phạm Bính. Chào đại đình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Hoan hỉ vui vẻ chia sẻ cho em Thanh Tùng xin 3 đến 4 lượt, 5 lượt đi. Có mất tiền có mất bạc gì đâu. Và để những anh chị quý vị nào mà đang lăn tăn muốn chọn cho mình một địa chỉ uy tín, muốn tìm cho mình những dòng xe từ 4 chỗ đã qua sử dụng uy tín này, giá cả hợp lý yêu thương nhá, đến với chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương với em. Muốn có xe hay gặp ngay Thanh Tùng tại chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương. Tiếp tục báo giá gia đình ơi. La City 2008 đăng ký vào bánh năm 2010 này. Đấy, 155 triệu đồng. Sedan hai đầu phân khúc hạng B, màu đen rất đẹp đây. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Những chi tiết này, viền đèn này, viền cửa, viền chân kính, tay nắm cửa, ốp gương thủy bọc lốc rất đẹp này. 155 triệu đồng. Các bác nào mà đang muốn bổ túc tay lái này, chọn rồi một mẫu xe tập lái. Đấy, gọi là sedan hai đầu vẫn lịch sự để đi gặp gỡ bạn bè cũng như đi chơi này. Chọn em chiếc này đi, 155 triệu đồng. La City 2008. Vâng, cảm ơn những anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Chúc đại gia đình nhà mình có một buổi tối trước ngày lễ Trung thu ngày mai vui vẻ. Qua bước sóng livestream này hãy ủng hộ em Thanh Tùng bằng những lượt chia sẻ thôi gia đình nhé. Không mất tiền, không mất bạc gì cả. Vâng, chào bác Gốc Huy Thủy, chào bác Hồng Ly, chào bác Nguyễn Lâm Hà, chào bác Phạm Đi Thu Hoàng này. Vâng, chào Nguyễn Vương, chào những khách hàng thân thương của chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương. Đấy, thì vừa rồi là La Chất Thi 2008 155 triệu đồng. Tiếp đây tham khảo dùm em đi anh chị quý vị gia đình ơi. Kia Morning 2 16 màu be 200 triệu đồng thôi nhá. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Bản basic máy quen đây nhưng được độ lên la răng đúc phay 4 bánh, nốp nắp đẹp. Đấy, tay nắm cửa, viền chân kính thì bọc lốc này. Vè che mưa trên cao, nội thất ghế da điều hòa nóng lạnh hai chiều rét buốt. Cam đồi cam hành trình thì đầy đủ rồi, mang về sẵn đi sẵn sử dụng. Từ tập lái tránh mưa tránh nắng, đưa con đi học, đưa vợ đi chơi, giao lưu gặp gỡ bạn bè, một loại xe mà nhỏ gọn tiết kiệm liệu, thân thiện nhá. Điện đó máy số keo xỉ thì còn gì. 200 triệu đồng đang được bán tại chợ ô tô Đầu Mối Hải Dương này. Đấy. Vâng, chào bác Đỗ Toàn, chào bác Nguyễn Quân, chào bác Phương Linh Tú. Chào lại thì mình ok bác Nguyễn Quang Vinh ở Vai Ốt à. Vâng, chào bác Cao Văn Vinh, Vai Ốt đời tầm bao nhiêu anh ơi? Anh để lại cho em bình luận đi, đời tầm bao nhiêu thì em tư vấn chứ. Nội thất con Cao 3, con Cao 3 thì tạm thời là đóng cửa nhá, để em đang bận giở livestream một chíu này. Tí anh sẽ cứ nhắn tin qua Facebook cho em đi. Đấy, sau buổi livestream em sẽ gửi cho. Morning màu đỏ, Thanh Tùng ơi, ok có Morning màu đỏ này. Tư vấn nhiệt tình này, comment nhờ lên em tư vấn cho dễ dành mình ơi. Đấy, cứ comment thật chi tiết nào. Đời bao nhiêu, tầm tiền tầm bao nhiêu này. Đấy, xe gì để em Tùng tư vấn nhá. Vâng, chào anh Phương này. Vâng, chào Khúc Văn Công này. Bác Khúc Văn Công đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Ok, Vios 216 có cả số sàn và số tự động cho anh nhá. Anh đợi em một xíu này. Comment trước để trả lời trước này. Kia Morning màu đỏ 2016, 1.25 số sàn 4 máy này. Cờ tiền của anh chị quý vị gia đình nhà mình là 185 triệu đồng thôi. La răng đúc lốp lap đẹp, máy số keo chỉ đại chất này. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng nhá. Ok, Vios 216 có Vios 216 cho gia đình mình này. Vâng, trong quay vòng quanh con K3. Ok anh, để em quay vòng quanh con K3 cho. Tại mình cùng xem này. Cùng đặt đấy, cứ ngồi đi. Đây vòng quanh con K3 đây. 300 triệu con K3 thôi nhá. Đấy, bán đại giá K3 hôm nay này. Đấy, màu trắng rất đẹp luôn. Tư nhân chính chủ Hải Dương mà chỉ có 300 triệu thôi này. Đấy, cái nào mình cứ ủng hộ em đi nhá. Bán đại giá con K3 ngày hôm nay luôn. Đấy, một vòng quanh đây. Đấy, rất là nhiều xe, rất là chật này. Mà trời nó hơi tối một xíu nha mày, nhà mình cứ tham khảo dùm em đi. Tí nữa thôi thì sẽ có video chi tiết hình ảnh của con K3 này này. 300 triệu đồng thôi, K3 2016. Chia sẻ nhiều lên anh chị quý vị gia đình ơi. Vâng, chắc Trần Thăng. Vai ốt số sàn 2016 anh Nguyễn Quang Vinh này. Vai ốt số sàn 2016 thì trước đấy hôm nay nó cuối tuần. Thì tạm thời ông chủ bên em lại đi có xíu việc rồi. Có video chi tiết rồi nhá. Nhắn tin qua fanpage này, bảo là anh muốn xem Vai ốt 2016 số sàn. Tí em sẽ gửi cho, gửi chi tiết nhá. 2016 con đấy 1.5 bản E. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi-zin, màu vàng cát anh ạ. Vâng, chào anh Nguyễn Văn Đồng.
Ok, chào bác Trần Thăng, xe chất lượng. Vâng, phải xe chất lượng, phải xe đẹp thì bên em mới dám mang về để phục vụ đại gia đình mình ạ. Đấy, tiêu chí là nào đẹp cho đời. Vâng. Bãi số sàn hôm nay lại không có bãi. Đấy, anh cứ nhắn tin qua fanpage cho em đi, em gửi cho video hình ảnh chi tiết vào đấy. 2016 màu vàng cát. Vâng, quanh vòng quanh K3 rồi anh nhá. Đấy, con K3 đấy 200 triệu. À 300 triệu. Vâng, ASEAN đấy bác. Ok, có ASEAN. Cứ bình luận đi, cứ comment đi, em tư vấn thêm cho. Đâu, ASEAN nhỉ? Hyundai ASEAN đây. Một mẫu Hyundai ASEAN. Con K3 đấy là 1 chấm, con K3 là động cơ DOHC 1.6 anh nhá. Đấy, 1.6. Cho ra công suất 129 mã lực. Đây, ASEAN cho nhà mình quan tâm đây. Ok, anh Nguyễn Quang Vinh nhá, số điện thoại em sẽ chụp lại màn hình rồi. Sau buổi livestream này em sẽ gửi cho anh nhá. Đây, ASEAN đây bác Trần đấy anh ơi. Hyundai ASEAN xe nước 2019, 1.4 số sàn. Đăng ký làm chỗ ngồi, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng màu đen. Đấy, em xin quay một vòng ngoại thất bên ngoài này. Nhà mình cùng tham khảo giúp em. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen, đèn chiếu vi cầu. Đấy, rất là đẹp, rất là sáng đây. Rất hiện đại. Là răng đúc 4 bánh này, xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương này. Đấy, xi nhan trên gương là giải đèn nét rất là hiện đại đây. Là răng đúc 4 bánh có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở trên 4 bánh rồi. Tay nắm cửa này, trang bị nốt mở một trạm thông minh này. Nội thất ghế da màu đen tạo lên cái không khí rất là sang trọng, rất đẹp đây. Nội thất này, phần nội thất là zin nguyên bản theo xe nhá. Xe đi 6.3 chuẩn này. Đấy, nhà mình có nhìn thấy màn hình của em ạ. 6.3 chuẩn này, một chiếc xe nước. Chưa đi hết lốp đa luôn. Vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng này. Cái nút điều khiển tích hợp nghe gọi rảnh tay này, glu control này. Cái nút điều khiển này khá là to, dễ sử dụng. Đầu đài màn hình theo xe này. Đấy, 430 triệu đồng, Hyundai ASEAN 2019, 1.4 số sàn, hộp số 6 cấp đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay, chia sẻ comment nhiều luận nhiều lên để em Tùng được tư vấn nhá. Cảm ơn gia mình rất là nhiều này. Vâng, chào vào bác Anh Dũng. Chào bác Túy Điện Lạnh này, chào bác Thơ Thị Vũ, chào bác Dũng Hiền. Vâng, ok, em đã lưu lại số điện thoại anh rồi nhá. Sau buổi livestream này em sẽ quay cho anh ạ. Vâng, chào bác Thương Mai. Con K3 1.6 nhá. Vâng, ASEAN xong rồi đấy, bác đi anh ơi. Tiếp tục theo chân Thanh Thường nào để em tư vấn thêm những đầu xe có đang chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho đời mình cùng quan sát ạ. Vâng, chào bác Võ Hữu Dũng này, chào bác cà phê các loại à. Vâng, chào đại gia đình mình. Cảm ơn gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay rất nhiều ạ. Vâng, trước máy quay em đây, Kia Morning bản SX bản nhập Hàn đủ phun kịch này. Đấy, với cửa tiền 235 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, xe này mang nước sơn màu xanh cửu long nhé, em tạm gọi là màu xanh cửu long này. Đấy, rất đẹp. Nhà mình có thể quan sát cùng em này, phần thân vỏ bên ngoài này. Đấy, thân vỏ này, sườn xe này, những đường gân guốc trên xe đây, lồi còn sớm còn nét luôn. Cam kết anh chị quý vị nhà mình, một chiếc xe không đâm đụng, không va chạm. Xe này mang máy eco, động cơ 1.0 số động, vô cùng tiết kiệm nguyên liệu luôn. La răng đúc 4 bánh, nốp lắp thì còn mới còn đẹp này. Đấy, hôm nay mới nay hơi mưa một xíu thôi, hơi bẩn, mai thì em cho rửa lại nhá. Đấy, la răng đúc 4 bánh này, có phanh đĩa chống bó cứng ở hai bánh trước, hỗ trợ phanh tăng chống hai phía sau. Xi nhan dạng Mỹ tích hợp trên gương. Đấy, gương kính cụp xe điện. Tay nắm cửa viền chân kính, về che mưa thì bọc lớp này. Ok, có vai hốt biển 88 nhá. Này, xung quanh các lớp kính này thì được bọc phim cách nhiệt 3M, tạo nên cảm giác thoải mái cho anh chị quý vị mình di chuyển điều kiện thời tiết đang nóng. Vô lăng 3 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Tông màu hai màu là đen ghi này, rất đẹp luôn. Tông màu vô cùng hòa nhã và tạo nên sự sang trọng nhá. Đây, đầu đài màn hình theo xe đây. Điều hòa auto rất buốt, 235 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Vai hốt biển 88. Ok, con vai hốt biển 88 là màu đen nhá. Bên em đang có đấy, để em xem dựng đầu em tư vấn cho ạ. Vâng, chào bác Trung Thu. Chào bác Trần Lập Liệp này, chào bác Trần Thị Thu Hoàn, chào đại gia đình mình nhá. Chào bác Nguyễn Ngọc Thái này. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, chia sẻ dùm em lên nhiều lên gia đình ơi. Đấy, chia sẻ nhiều lên gia đình ơi. Đâu, xem vai hốt biển 88 này. Đấy, rất là nhiều xe luôn để phục vụ đại gia đình mình nhá. Ồ, vai hốt biển 88 này. Vai hốt biển 88 góc kia rồi. Đấy, một xíu thôi. Vừa rồi thì em Tùng đã giới thiệu gia đình nhà mình khá nhiều dòng 5 chỗ này. Đấy, thay đổi không khí một xíu này. Đến với 7 chỗ ngồi đi. Đấy, có CX không bác ơi? CX có nhiều luôn anh ạ. Đây, CX này. Tư vấn cho anh vài mẫu CX nhá. Đấy, đang giới thiệu 7 chỗ nhưng là quanh hỏi CX này em tư vấn luôn CX này. Rồi, CX đây. CX màu xám đá 255 triệu đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Na răng đúc lốp lắp đẹp này. Máy số keo chỉ sơn xi còn chất nhá, 255 triệu đồng. Đấy, 1.6 số tự động. Tư nhân chính chủ ở 15 Hải Phòng đây.
giá còn bớt còn thương lượng được chị quý vị gia đình ạ. Đấy, em xin quay một vòng ngoại thất bên ngoài này, 255 triệu đồng nhá. Đấy, máy số keo chỉ chất đấy, phần nội thất bên trong này đấy. Đấy, bác mà đang quan tâm dòng la chất thi select này, bên em đang khó khá nhiều luôn nhá. Đây, nội thất bên trong đây. Đây, nội thất bên trong đây, cam lồi cam hành trình đầy đủ rồi, 255 triệu đồng, đang là bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, chia sẻ nhiều lên, bình luận nhiều lên, em Tùng tư vấn gia đình mình ơi. Đây, tiếp tục lại CX này để cùng tham khảo này. La Chetti CX 2010 đăng ký là bánh 212. Tư nhân chính chủ con này thì là biển 37 Nghệ An quê bác nhá. Đấy, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm 1 năm nữa luôn. Động cơ 1.6 số lượng, la răng đúc lốp nạp đẹp, phanh địa chống bó cứng ở hai bánh trước, hỗ trợ phanh tăng chống hai bánh sau này. Gương kính cụp xoay điện, xin nhan trên sườn xe. Đấy, nhập hàn nguyên chiếc đại 2010 này, 255 triệu đồng, đang được bày bán tại chỗ ô tô đồ mối Hải Dương. Đấy, sơn si máy số keo chỉ thì còn chất còn zin. Đấy, các bác nào đang quan tâm dòng La Chetti CX này, đấy, để lại bình luận đi, để lại comment đi, để em Tùng tư vấn cho nhá. Đang có 3 chiếc với cửa tiền 255 triệu đồng để gửi đến gia đình của mình ạ. Vâng, chào bác Phạm Dung, chào bác Bùi Đức Mạnh, chào bác Quang Lạch, chào bác Thủy Còi, chào bác Lê Nghị, chào toàn thể anh chị quý vị mình thân thương trên ba miền tổ quốc nhá. Đấy, La Chetti CX giới thiệu hai đầu rồi, tham khảo cho em đi. Vừa rồi là CX 5 chỗ này, tiếp tục đổi không khí giới thiệu gia đình mình 7 chỗ ngồi đây. 7 chỗ ngồi này, Toyota Innova 2000, địa chỉ đi shop, địa chỉ bên em là chợ ô tô đầu mối Hải Dương, Lam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Nhập số 2. Anh chị quý vị nhà mình đến cầu Hàn Hải Dương là đã đến chợ anh em rồi nhá. Đấy, hai số thì hotline đã để trên mình rồi này, trực 24/7 để nghe máy phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Đấy, nhắn tin qua Zalo, gửi kết bạn qua Zalo đi, em gửi vị trí chính xác cho, đến xem xe, chạy thử xe miễn phí ạ. Đây, dòng 7 chỗ, vừa 7 chỗ đây, Toyota Innova 2011, đăng ký bên bánh năm 2013, động cơ 2.0 số sạc, hộp số VVTi, thương hiệu của nhà Toyota nhá. Vô cùng tiết kiệm nguyên liệu này, ăn đâu đó chỉ 89 lít cho 100 km đường trường thôi. Bản trước máy quay của Thanh Tùng đây. Đấy, con Innova Kia đời ra bao nhiêu? Innova là Kia anh, Innova là Hyundai ấy nhỉ. À xin lỗi, Innova Toyota nhỉ, đấy, nữ mất rồi. Đấy, đây, Innova đây, báo giá Innova đây, 211 335 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si zin. Đấy, lộ thất ghế da vẫn theo xe, trần vẫn trần nỉ theo xe này, 335 triệu đồng. Innova 2011, Innova 2008 này, bản G xịn đây. Đấy, 265 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si zin, gầm bệ chắc chắn không mục mọt nhá. Bản G xịn, na răng đúc lốp na đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này, tay nắm cửa viền chân kính bọc lốp rồi, 265 triệu đồng. Đấy, Innova tạm thời bên em còn hai mẫu này này, 265 triệu đồng 2008 và 335 triệu đồng 2011. Đấy, các bác mà đang quan tâm đến đời bao nhiêu, tầm tiền bao nhiêu nhá, để lại bình luận đi, để lại comment đi, hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage để em giới thiệu cho ạ. Có Ford Everest tầm 2010 không em? Vâng, chào bác Hoàng Văn Huy, Ford Everest 2010 thì tạm thời bên em lại chưa có mẫu nào này. Đấy, anh Hoàng Văn Huy cứ theo dõi buổi livestream ngày hôm nay với em, xem có ưng được mẫu nào không. Nếu mà chưa mẫu nào, cứ tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để xem có mẫu nào ưng ý không nhá. Đấy, cứ theo dõi đi, làm một con Everest thì em sẽ gọi điện ngay cho anh ạ. Vâng, chào bác Phạm Trác vừa xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, tiếp tục đây, một dòng 7 chỗ gửi gia đình này, 7 chỗ mà chỉ có 135 triệu đồng thôi, cầm cao máy thoáng. Jolly Mitsubishi 2005, đăng ký là bánh 2007, động cơ 2.0 số sàn, 7 chỗ ngồi. Cờ tiền gửi đến gia đình nhà mình là 135 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si gầm bậy còn chắc, còn đẹp, còn zin, còn chất nhá, 135 triệu đồng thôi. Đấy, đây, giới thiệu hết giờ xe ở cái dàn bên này đi, để nhà mình cùng dễ quan sát này. Outlander Mitsubishi 2016, 2.0 số tự động, 575 triệu đồng, bao rút hồ sơ cũng như hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị mình trên toàn quốc nhá. 2.0 số tự động, máy số keo chỉ sơn si lội thất zin này. Đấy, la răng đúc lốp nắp đẹp, có phanh địa chống bó cứng ABS, Vios màu vàng đen. Con màu vàng đen đấy thì hôm nay ông chủ em đi công chuyện một xíu nhá, con Vios chưa bán anh ạ, 365 triệu đồng. Đấy, một khách hàng vô cùng quen thuộc này, nhớ luôn những đầu sản phẩm tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương, vô cùng là cảm ơn anh ạ. Đấy, ôi trời chết rồi, con này này đang chốt cửa này, nhưng em cứ review qua mình này. Nội thất ghế da này, đấy, màu ghi theo xe, đầu đà bình to rồi, cam lồi cam hành trình đầy đủ, 575 triệu đồng. Một chiếc SUV gầm cao máy thoáng, đấy, hơn 500 triệu đồng một xíu thôi.
Bác nào đang quan tâm một dòng xe gia đình đi du lịch đường dài này, quan tâm em mẫu này đi. Cốp cáp cực rộng luôn. Đấy, bảo đảm anh chị quý vị mình đồ đạc trong vòng nửa tháng luôn nhé. Outlander Mitsubishi 2016 ạ. Tiếp đây giá tiếp tục những đầu sản phẩm đang có tại chợ ô tô đồng ngoại Dương đây. Vâng, chào bác Công Nga, chào bác Đời Tài Xế, chào bác Thuật Hoàng, chào bác Nguyễn Tuấn. Vâng, bác Đức Lương con đấy vẫn có bác Đương Đương nhá. Nhắn tin qua fanpage cho em đi, tí em gửi cho hình ảnh và video chi tiết con đấy nhá. Chi tiết từ máy số keo chỉ sơn si gầm bệ. Đấy, chi tiết một cách gọi là chân thực nhất để bác đánh giá. Tiếp đây một đứa con đến nhà Kia đây. Kia Morning 2016, động cơ 1.25 số sàn bản SI. Bản đủ với cửa tiền tại chợ ô tô đồng Hải Dương 255 triệu đồng nhá, 255 triệu đồng. Nhưng hôm nay bán đại hạ giá cho gia đình mình luôn này, 240 triệu đồng thôi. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương của làn điệu quan họ chưa tỉnh đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Đấy, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn. Na răng đúc phay 4 bánh có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai phanh trước. Xinan dạng mí tích hợp trên gương. Đây, giải đèn LED xinan đây. Đấy, xem cùng em. Gương kính cụp xoay điện đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. 2023 xin lỗi nhà mình ạ. Đây, vô lăng hai chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Đầu đàm hình theo xe, điều hòa auto này. 240 triệu đồng bán đại giá hôm nay trên bước sóng livestream cho gia đình nhà mình. Sơn xi máy số keo xỉ còn zin còn đẹp, gầm bệ chắc chắn không bục ngoặt. Kia Morning 2016 bản SI bản đụng. Vâng, chào bác Nguyễn Huế Huy, chào bác Nguyễn Quế Quý ạ. Vâng, i10 số tự động. i10 số tự động thì tạm thời bây giờ chưa có anh Quý ơi. Anh cứ cho em xin một lượt like đi, một lượt theo dõi kênh fanpage của chợ ô tô đồ mối Hải Dương đi ạ. Đấy, làm một con đầu i10 số tự động nào thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác nhé. Nhà mình ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay, đang xem bước sóng livestream của Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Chia sẻ cho em xin 2-3 lượt đi. Có mất tiền có bạc gì đâu gia đình mình nhỉ? Chia sẻ nhiều lên, like thả tim nhiều lên để em Tùng bớt nhiều lên cho gia đình mình cùng tham khảo ạ. Đó, chào bác Dương Ngọc Hùng, chào bác Sĩ Hạnh, chào bác Công Nga, chào những anh chị quý vị, những bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đây, số tự động nha, anh tham khảo cho em 2 chiếc này đi. Tạm thời tham khảo cho em 2 chiếc này đi. Grand Trax 2010 đăng ký năm 2012, 220 triệu đồng. Động cơ 1.2 số tự động này. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh trên xe. Lốp lắp đẹp có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai phanh trước. Đấy, gương kính cụp xe điện xin nhan trên sườn xe. Đấy, có option này, option cực kỳ đặc biệt luôn. Option cửa sổ trời trên cao đây. Đấy, rất là đẹp nhá. Bản đủ này. Giấy gương, giấy kính đủ cả rồi, 220 triệu. Đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Kia Morning màu xanh. Đấy, Kia Morning màu xanh thì nhà em đang có 2 chiếc này. Tham khảo cho em chiếc này trước đi. Kia Morning màu xanh bản S-Lex nhập Hàn 2010, đăng ký năm 2013 tại Việt Nam. Động cơ 1.0 máy eco vô cùng tiết kiệm nguyên liệu, 235 triệu đồng, bản đổ phun kịch S-Lex. Đấy, sấy gương sấy kính đổ cả. Cặp đèn pha trái xoài thì còn sáng còn đẹp, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023. Ok, hai anh Võ Cảnh. Sao cả gia đình như mình. Đấy. Đấy đâu, bác tham khảo cho một chiếc màu xanh này, 235 triệu đồng, tư nhân chính chủ Hà Nội. Đây, tiếp tục là Kia Morning màu xanh đây, tham khảo cho em đi gia đình ơi. Kia Morning màu xanh 2010, đăng ký vào năm 2011. Đấy, một chiếc xe màu xanh, gọi là màu xanh nhạt đây, khá đẹp đây. Vâng, có Morning đây, Morning màu xanh nhá. Tiếp tục báo giá này, 235 triệu đồng, 1.0 số tự động bản máy eco nhá, nhỏ gọn tiết kiệm nguyên liệu. Đấy, máy số keo chỉ sơn xin còn zin. Vô lăng ba chấu, túi khiên tràn trên vô lăng. Đầu đài màn hình lớn rồi. Trần thì vẫn là trần lỉ zin nguyên bản theo xe này. 1.0 số rộng, la răng đúc hoa mai 4 bánh. 235 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình. Có i10M tầm 250 triệu. Bác Võ Cảnh, i10 mà tầm 250 triệu nhà em nhiều như mưa luôn nhá anh nhá. Đấy, để em tiếp tục báo giá những dòng i10 tầm 250 triệu này. Rất nhiều anh chị quý mình cùng đang hỏi này. Có Morning nào tầm 150 triệu không? Có Morning tầm 150 triệu anh ơi. Đấy, tham khảo cái mẫu này đi. Đấy, tiện đến đây thì em tư vấn luôn này. Đấy, hai chiếc Morning này tầm 150 triệu này. Morning màu trắng biển 36 Thanh Hóa, quê hương các anh hùng dân tộc đây. 135 triệu đồng đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. 1.0 số sàn nhập hàng 2010, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Vâng, nhiều xe đẹp quá anh ơi. Vâng, cảm ơn bác Thủy Quái rất là nhiều này. Đấy, bác Thủy Quái tham khảo cho một mẫu đi. Đấy, giảm giá kịch sàn nhá. Anh cần mua dạy dịch vụ anh Võ Cảnh à. Đấy, anh cần chạy dịch vụ mới. Anh đang chọn
dòng xe gì, hãng gì, cứ bình luận đi, tầm tiền bao nhiêu, hợp lý thì em tư vấn cho anh Võ Cảnh nhá. Con này thì 120 triệu này, 2018 đăng ký là bánh năm 2010, 1.0 nhập Hàn này. Con này thì số sàn nhé, màu bạc rất đẹp đây, tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang, 120 triệu đồng, 135 triệu đồng đấy, modeling tầm 150 đấy ạ. Võ Cảnh i10 ok, anh Võ Cảnh đang hỏi i10 rồi đấy, anh hỏi trước thì em lại xin tư vấn trước cho hình mình i10 này đấy, khoảng chục đầu i10 luôn đấy đang được bày bán này, em cứ lược qua mấy đầu gọi là tâm điểm, gọi là hoa khôi hậu trước đi, để anh cùng tham khảo nhá. Đây i10 đây, tham khảo dùm em anh chị quý vị nhà mình ơi. Hyundai Grand i10 bản đủ 2014 đăng ký là bánh năm 2015 đây, 1.0 số sàn bản đủ phun kịch, tư nhân chính chủ Hà Nội 30 Hà Nội phố đây, la răng đúc lốp láp đẹp, phanh điện chống bó cứng, ABS ở 4 bánh, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm 1 năm nữa luôn, đăng kiểm đến tháng 6 năm 2023 này đấy. i10 bản đủ nhá, anh tham khảo giùm em đi Võ Cảnh ơi. 270 triệu đồng, review mẫu sedan hai đầu màu trắng số sàn 270 triệu đồng. Mà tầm sedan 2 đầu màu trắng số sàn thì lại tạm thời chưa có này. Em xem tầm 270 có mẫu nào để tư vấn cho anh nhá. Có bán tải Ford 215 số lượng là không em, Bắc Dương Ngọc Hùng. Ford bán tải thì tạm thời bên em lại chưa có mẫu nào cơ. Đấy, hết bán tải rồi. Anh để lại số điện thoại đi, 1-2 em nữa về đầu là thì em sẽ liên lại cho anh nhá. Cảm ơn những bình luận anh chị quý vị mình rất là nhiều này. 7 chỗ máy dầu tầm 300 đổ về. Máy dầu tạm thời bên em lại chưa có rồi. Tiếc quá bác Công Nga ơi. Bác Công Nga cứ để lại số điện thoại nhá. Làm có tầm 7 chỗ máy dầu để em liên hệ bác này. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Sang này. Đấy anh Võ Cảnh ơi, vừa rồi là một mẫu i10 rồi nhá, tham khảo tiếp cho em i10 này. Đấy, i10 bản đủ, i10 bản đủ 2 chiếc này, 245 triệu đồng đang bán từ chỗ ô tô đầu mối Hải Dương này, giá tham khảo thôi. Còn bớt còn thương lượng này. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp, xi nhan trên gương. Đấy, hai chiếc này y xì nhau luôn, cùng tỉa cỏ tiền là 245 triệu đồng. Vâng, cho bác Tuyển Lương này, cho bác Hà Nguyễn, cho bác Huy BG. Đấy, em xem còn bình luận làm tư vấn này. Có modeling số tự động không? Modeling số tự động thì bên em đang có 2 chiếc đại 2003 chiếc, xin lỗi ạ, 3 chiếc đại 2010, 235 triệu đồng nhá anh nhá. Đấy, cứ bình luận lên. Anh Võ Cảnh mua xe phải chạy dịch vụ đấy. Dịch vụ thì hai con bản đồ này là cực kỳ hợp lý này. Đấy, còn mà muốn giảm chi phí để đầu tư này, tham khảo cho em một chiếc số sàn bản tiêu chuẩn đi. Đấy, có 195 triệu đồng thôi. Đấy, đấy, i10 bản tiêu chuẩn 2014 đăng ký là bánh năm 2010 này, 195 triệu đồng. Vâng, chào bác Innova 214. Innova 214 thì chưa có nhá, nhưng Innova 213 thì có rồi này. Vâng, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Chia sẻ bình luận nhiều lên gia đình ơi. Chào bác Thanh Hà Như này, chào bác chào bác Trần Hoàng, chào bác Tuyển Nương, chào đại đình mình này. Comment chia sẻ nhiều lên, em tư vấn cho gia đình nhà mình ơi. Đây, ta xem modeling số động nào, tham khảo gia đình mình nè. Đây, một chiếc modeling số động mới về đây. Hôm nay mới về trước này nhá. Modeling số động 2010 bản SX bản đồ full kịch. Đấy, 215 triệu đồng. 1.0 máy eco. Xe được đăng ký là bánh năm 2013 này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhá. 215 triệu đồng, máy số keo chỉ sơn xi còn zin. Giá thì còn bớt còn thương lượng. Modeling số tự động nào không? Modeling i10 số tự động đây. Modeling i10 số tự động đây, có modeling số tự động như này. i10 thì tạm thời chưa có số tự động ạ. Chúc bác chốt được nhiều xe. Vâng, cảm ơn bác Tuyển Lương rất nhiều này. Soluto 2017 tạm thời bên em chưa có anh Thành Hoàng ơi. Đấy, những bác nào đang quan tâm những mẫu xe nào mà chưa có nhá, thì em Tùng xin tiếp một xíu này, thì cứ để lại bình luận, để lại comment đi, để lại số điện thoại này. Một vài hôm nữa mà những mẫu xe ưng ý về thì em sẽ gọi điện và liên hệ trực tiếp cho anh chị quý vị gia đình nhà mình nhá. Vâng, chào đại gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Diêm Vĩ và xem buổi livestream này, chào bác Vũ Ngọc, chào bác Long Nguyễn, chào bác Thành Hà Như. Chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, nhà mình đang xem livestream vào khung giờ 8:03 ngày hôm nay này. Ấy, rảnh tay rảnh chân thì chia sẻ cho em Tùng xin mấy lượt đi nhá. Chia sẻ em Tùng xin mấy lượt đi. Đấy, làm động lực để em Tùng tiếp tục tư vấn vào giá hình mình ạ. Có Hyundai Get, Hyundai Santa Get 207 thì chưa có anh Trường Vũ ơi. Bản G 2015 Innova, bản G 2015 Innova thì bên em không có này. Bên em chỉ có một chiếc bản G 2013 với cửa tiền là 335 triệu đồng thôi nhá.
Vâng, bác công Nga nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, để em tư vấn cho anh về chiếc Innova 2015 bản G đấy ạ. Vâng, chào bác Long Cao này, chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Hãy cho em gửi lời chào đến gia đình nhà mình. Vâng, em Tùng xin tiếp tục báo giá đây, comment bình luận đi. Đấy, cần dòng nào, cần mẫu nào cứ comment, cứ bình luận để em tư vấn cho ạ. Tiếp tục đây, La Chatty 2008 đăng ký là máy năm 2010. Động cơ 1.6 số sàn đăng ký 5 chỗ ngồi. Sedan 2 đầu màu đen phân khúc hạng B, 125 triệu đồng. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Xe này mang biển tư nhân chính chủ 30K Hà Nội đây. 1.6 số sàn. Đấy. Máy số keo chỉ còn zin còn đẹp. Ok, số điện thoại của anh thì em đã lưu lại rồi này. Đấy, có đầu xe nào thì em sẽ liên hệ cho anh luôn nhá. Cảm ơn bác Thần Hoàng rất là nhiều này. Cảm ơn đại gia đình mình này. 235 triệu đồng. Đấy, tư nhân chính chủ không dịch vụ taxi. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài, đăng ký đăng kiểm 1 năm nữa cơ. Đấy, La Chatty 2008. Tiếp tục comment bình luận đi để em Tùng tư vấn cho ạ. Đây, các bác nào đang quan tâm đến mẫu xe mà tầm 200 triệu số tự động này, sedan 2 đầu, tham khảo cho em chiếc này đi. Genta, vâng, Genta 2010, đăng ký là bánh năm 2012. Động cơ 1.6 số tự động, tư nhân chính chủ Bắc Ninh, quê hương quan họ chuyên tình đây. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin. Đấy, nội thất ghế da điều hòa lắm lạnh, 2 chiều rất buốt theo xe này. Đăng kiểm còn khá là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, em xin quay vào nội thất bên trong này, nhà mình cùng tham khảo này. Vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng, đầu đài mình theo xe điều hòa lóng lạnh 2 chiều. Táp ly táp lô siêu đẹp luôn. Đấy, đang bán là 210 triệu đồng, giảm giá còn 200 triệu đồng trong buổi tối ngày hôm nay. Đấy, trước thềm Trung thu cho anh chị quý vị gia đình mình cùng có sự lựa chọn ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Vũ này, chào bác Quang Trung Ngỗ, chào bác Trường Thanh, chào bác Long Cao, chào đại gia đình mình. Vâng, các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương, chia sẻ comment bình luận nhiều lên gia đình ạ. Có mất tiền có bạc gì mà để lan tỏa buổi livestream hơn. Captiva Asen đâu anh? Asen vừa em vừa mới comment, à em vừa mới tư vấn xong rồi anh đưa anh ạ. Đấy, có Captiva không à? Captiva thì tạm thời chưa có này. Vios 215 thì có, thì chưa có, nhưng cô đang có Vios 216 bác nhá. Có một con Vios 216 số sàn màu vàng cát và một con 217 số tự động bản E này. Đấy, bác đang quan tâm đến mẫu nào để lại bình luận để lại comment đi. Theo dõi buổi livestream ngày hôm nay này, đợi em một xíu thôi, sắp đến hai con đấy rồi để em tư vấn cho nhá. Vâng, bác Trường Thành nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi. Cảm ơn anh chị quý mình đang xem dõi buổi livestream rất là nhiều này. Đây, cạnh mẫu Genta 2010 rồi. Tiếp tục đây, gia đình cùng tham khảo giúp em ạ. Kia Morning số tự động 2010, 1.0 đấy, nhập Hàn đời 2011 nữa. Xe thì được còn đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Nội thất ghế da điều hòa lóng lạnh 2 chiều màu trắng rất đẹp đây. Đấy, vô lăng tích hợp túi khí 195 triệu đồng thôi. Tham khảo đi cho em gia đình ơi. Đấy, máy còn đẹp, sơn xi, keo chỉ còn zin nhá, 195 triệu đồng. Đấy, còn là rất là nhiều đầu xe luôn. Hôm nay là trên 8 đầu xe rồi để phục vụ đại gia đình của mình. Vâng, chào bác Trần Văn Việt này, chào bác Nguyễn Vũ, chào bác Quang Trung Ngô. Chào những chị quý vị đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, đang xem buổi livestream chia sẻ comment bình luận nhiều lên. Em Tùng tiếp tục giảm giá cũng như tư vấn nhiệt tình hơn cho mình nha. Tiếp tục ạ, Chevrolet 2013 đăng ký là bánh năm 2014. Động cơ 1.6 số sàn, 195 triệu đồng. Đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhé, 195 triệu đồng. La răng đúc 4 bánh, lốp đáp đẹp, sơn xi còn chất, máy số keo chỉ còn zin. Đăng kiểm còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhé. Đấy, 1.6 số sàn, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi, 34 Hải Dương, 4 mùa không ngập lụt, 195 triệu đồng ạ. Vâng, chào bác Tấn Vũ này, chào bác Tấn Vũ, chào bác Trần Văn Việt, chào những khách hàng thân thương trên 3 miền tổ quốc của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, nhà mình đang quan tâm dòng nào này, quan tâm mẫu nào, đấy, những thủ tục mua bán ra sao cứ mạnh dạn comment bình luận đi để em Tùng tư vấn cho ạ. Vâng, chào bác Bùi Thủy, chào bác Tấn Vũ, chào đại gia đình mình. Đây, tiếp tục em Tùng để báo giá này. Hyundai Grand i10 2016, 1.0 số sàn. Đấy, 1.0 số sàn mà chỉ có 240 triệu đồng thôi. Xe được sản xuất năm 2016, đăng ký và bánh năm 2018 nhá. Đấy, nước sơn màu trắng rất đẹp đây. La răng đúc lốp nào đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chiếu sáng đa chiều. Đăng kiểm thì còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Đấy, 240 triệu đồng, nhập ấn nguyên chiếc, động cơ 1.0, máy số keo chỉ sơn xi còn zin này. Đấy, tham khảo cho em một mẫu i10 màu trắng đang được bán đi ạ. 240 triệu đồng để gửi đến gia đình nhà mình ạ. Vâng, còn khá là nhiều xe đây.
Đấy, đủ sự lựa chọn gia đình mình nhá. Vâng, chào Ngô Phong này, chào bác Minh Đăng. Đấy, chào đại gia đình nhà mình ạ. Toyota Vios 2010 bản E xịn đây, gửi đến gia đình nhà mình. Đây, màu đen, xe này màu đen này, mang biển tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. 2017 cũng được, ok, có 2017, xe đẹp nhà chia sẻ đi. Xin chào shop. Vâng, A Sen, vâng, chào lượt team của bác Nguyễn Văn Tâm này. Đấy, 2017 cũng được nhá. Đây, để cho em review lốt con 2010 này. Rồi tiếp tục này, Toyota Vios bản E 2010 tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh. La dáng đúc lốp lắp đẹp, cặp đèn pha trang bị công nghệ Haren chứa sáng đa chiều. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Đăng kiểm còn khá là dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Vô lăng 3 chấu, túi khiên trên an toàn trên vô lăng này. Đầu đà màn hình lớn rồi. Đấy, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Lượng thất ghế da màu be đây. Trần thì vẫn là trần lỉ duy nguyên bản theo xe nhá. 228 triệu đồng 2010. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Ok rồi, xem trước 2017 rồi. Trước 2017 đang ở xa xa một xíu bên kia này. Đấy, bác cứ giữ máy theo dõi một xíu nó live stream em này, sẽ đến trước 2017 nhá. Đấy, trước 2017 hôm nay khá nhiều anh chị quý vị đang quan tâm đấy. Còn đấy là 450 triệu đồng bản E 2017. Vâng, chào bác Nguyễn Huyền này, chào bác Quyên Anh, chào bác Ngoan Thanh, chào bác Ngô Phong, chào bác Minh Đăng, chào bác Bùi Thủy, chào bác Tuấn Vũ, chào bác Trần Văn Việt, chào những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Tiếp tục báo giá đây, Mazda 626 đến từ Nhật, 145 triệu đồng, 2.0 số sàn. Đấy, la sang lúc lốp lắp đẹp, có trang bị phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. 145 triệu đồng, sedan 2 đầu, phân khúc hạng B, tập lái đây, phục vụ gia đình nhà mình. Mazda 323 đấy, Mazda 323 chưa có. Tham khảo cho em mẫu 626 trước đi. 626, 140 triệu đồng, đấy. Còn bớt, còn thương lượng là cho anh nhớ, anh công nghe nhớ. Vâng, ok bác Hoàn Thanh này. Đấy, bình luận comment nhớ lên gia đình mình ơi. Chia sẻ nhớ lên, em tung tiếp tục tư vấn nào. Đây, Mazda 626 đi. 2014 này, đời cao một xíu đây. Đấy, ASEAN là ok này. Có ASEAN này, tham khảo lại ASEAN cho anh Đức Anh nhá. Đấy, tham ASEAN này, review lần thứ 3 lại nè. Hyundai ASEAN xe lướt 2019, 1.4 số sàn, hộp số 6 cấp. Đấy, cờ tiền kính chị quý vị gia đình nhà mình là 430 triệu đồng. Hỗ trợ trả góp cũng như là bao rút hồ sơ này. Đấy, vận chuyển toàn quốc, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Đấy, ngoại thất bên ngoài giờ giới thiệu sau đi. Giới thiệu nội thất trước để cho mình cùng quan sát này. Vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, kết hợp các nút điều khiển khá lớn này. Cruise control này. Đấy, xe thì chạy chuẩn 6.3 nhá. Đấy, 6.3 chết lốt đa luôn. Đầu đài màn hình theo xe này. Điều hòa auto 2 vùng độc lập nhá. Đằng trước và hàng ghế sau này. Để anh chị quý vị mình thoải mái nhất khi di chuyển đủ người. Đề lỗ startup này. Chìa khóa khiển thông minh thì đầy đủ 6 cấp số này. Đấy, nên chạy lên đường trường, đường cao tốc rất thích luôn. Đấy, hai túi khiên toàn ở bên ghế phụ cạnh người lái và túi khiên toàn bên cạnh và túi khiên toàn trên vô lăng. 430 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Hyundai ASEAN 2019 ạ. Vâng, chào bác Trần Nguyễn này, chào bác Hiếu Trung, chào bác Nguyễn Việt Trinh, chào bác Phong Vũ, chào đại gia đình nhà mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay, chào bác Nư Hoàng. Đây, tiếp tục giới thiệu đây, tiếp tục những đầu xe chất lượng để gửi gia đình mình ạ. Đây, tiếp tục Toyota Vios này. Đâu, Vios đâu nhỉ, gia đình nhỉ? Đấy, còn rất là nhiều xe luôn. Đây, còn rất nhiều xe luôn, cứ comment đi, cứ bình luận đi, em Tùng giới thiệu cho ạ. Vậy đến đây này, đây, tiếp tục báo giá gia đình mình này. Vâng, chào bác Nguyễn Sơn ạ. Hyundai Grand, Hyundai Getz 2000 Fortuner và chạy dịch vụ không bác. Fortuner thì tạm thời bên em chưa có, bác Nguyễn Việt Trinh ơi nhá, bác cứ tham khảo cho em những đầu xe khác đi để xem xe nào chạy dịch vụ ok nhá, cứ tham khảo rồi em đi. Hyundai Getz 2010 1.0 số sàn, 145 triệu đồng đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, một chiếc xe nhập Hàn đời 2010 nhá, đời cuối cùng của Hyundai Getz đây. Dòng anh dòng chị của những chiếc Hyundai Grand i10 đấy ạ. 1.0 số sàn. Máy số keo chỉ sơn si thì còn chất này. Lốp lắp đẹp, lộ thất ghế lỉ và trần lỉ nhá. Lộ thất lỉ vẫn theo xe luôn. 145 triệu đồng đang được bày bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Giá còn bớt, còn thương lượng được thêm này. Em sẽ quay phần lộ thất bên trong cho mình cùng tham khảo này. Vô lăng 3 chấu, túi khí toàn trên vô lăng, đầu đài mình theo xe này. 145 triệu đồng. Giá tham khảo gửi đến đại gia đình nhà mình. Đấy.
chào bác Hiệp OK, chào bác Phạm Khiêm, chào bác Thiên Thượng Hỏa, chào bác Nguyễn Sơn, chào những khách hàng thân thương của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đâu đến đâu nhỉ? Ghế này đây, giới thiệu cái dòng dưới này một lượt luôn, mình cùng tham khảo này. Và cạnh mẫu ghế này, tiếp tục đây. Genta, vâng, Genta 2009, động cơ 1.4 số sàn, 130 triệu đồng. Sedan 2 đầu mà phân khúc hạng B, màu đen lốp lát đẹp sơn xi chất, nội thất ghế da điều hòa long lạnh 2 chiều. Rất muốt luôn. Đấy, 135 triệu đồng thôi. Còn bớt còn thương lượng thêm ạ. Vâng, chào bác Đỗ Văn Dương, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Hiệp OK, chào bác Nguyễn Sơn, chào bác Nguyễn Trung, chào những khách hàng thân thương. Nhớ đó, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Có những thắc mắc gì về xe cộ, giá cả, chất lượng hoặc là những thủ tục buôn bán như nào, cứ để lại bình luận đi, để lại comment để anh Tùng được tư vấn thêm nhé. Tiếp tục là Accent này. Thì bên em đang có hai mẫu Accent, một chiếc 2019 thì em đã giới thiệu rồi. Tiếp tục đây này, tham khảo dùm em những mẫu xe tiếp tục đây. Đấy. Accent 209 1.4 nhập Hàn 2010. Động cơ 1.4 nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Đấy, la răng đúc lốp lắp đẹp này, có phanh đĩa chống bốc cứng ABS ở hai bánh trước này. Cờ tiền là 165 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng. Có Innova về chạy dịch vụ không? Innova thì nhiều luôn á. Innova nhiều luôn cho anh này. Đấy. Vâng, chào bác Quảng Đoàn này. Chào bác Trần Kim. Chào bác Nguyễn Việt Trinh này, Innova chạy dịch vụ đây. Đấy. Đấy, một dòng 7 chỗ quốc dân nhá, gửi đến gia đình mình này. Innova đây, tham khảo dùm em anh chị quý vị nhà mình ơi. Toyota Innova 2008 này, 265 triệu đồng, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. 265 triệu đồng, 2.0 số sàn, hộp số VVTi vô cùng tiết kiệm nhiên liệu này. Ăn từ 8 đến 9 lít 100 km đường trường nhá. La xăng đúc lốp lắp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước. Hỗ trợ phanh tăng chống hai phía sau này. Tay lắm cửa viền chân kính ốp gương để bọc lốp rồi. Cam lùi cam hành trình đầy đủ, vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng và túi khiên toàn bên ghế phụ cạnh người lái này, 265 triệu đồng. Toyota Innova 2008 này. Đấy, quan sát một vòng ngoại thất với em đi. Đấy, hai mắt cảm biến lùi chống va chạm bên sau. Toyota Innova 2.0 bản G xịn nhá. Đây, tiếp tục là Toyota Innova này, con này cũng bản G nhưng đời cao này. 2011, 2.0 số sàn option y xì trước vừa rồi luôn, nhưng đời 2011 thôi. Đấy. Bản G xịn 2.0. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn dài, đăng ký đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Vô lăng 4 chấu, túi khiên toàn trên vô lăng. Đấy, nội thất ghế da, điều hòa long lạnh 2 chiều thì còn zin luôn. Đấy, 335 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng được ạ. Kia Morning màu vàng, anh Tinh Lặng. Ok, có Kia Morning màu vàng này. Cứ bình luận, cứ comment đi em Tùng tư vấn đấy nhá. Thôi em xem Kia Morning màu vàng nhỉ. Để tư vấn cho gia đình mình ạ. Kia Morning màu vàng này ở góc đằng kia này. Đây để em giới thiệu con Vios này trước, rồi sẽ ra con Morning màu vàng mình cùng tham khảo này. Toyota Vios 2017 1.5 bản E số tự động này, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi còn zin. Bao test hãng cho anh chị quý vị gia đình mình. Đấy, cặp đèn pha được chủ cũ độ lên cờ. Đây hai cặp đèn bi cầu đây. Đấy, 7 màu rất đẹp luôn. 405 triệu đồng. Toyota Vios 2017 bản E số tự động. Đấy, các đùi cam hành trình đầy đủ rồi nhá. Sơn xi đẹp, máy số keo chỉ chất, mang về sẵn đi sẵn sử dụng, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình thôi. Đấy, tham khảo cho em đi gia đình ơi. Con này thì có hỗ trợ trả góp cũng như là bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy. Đấy, còn rất nhiều xe luôn. Morning màu vàng ok, đợi em một xíu này. Đấy, góc kia thì đấy để em ra xem Morning màu vàng ở đâu này để tư vấn cho mình nào. Đấy, nhiều xe quá giờ không nhớ luôn được vị trí của xe đâu luôn ạ. Morning màu vàng à? Morning màu trắng này, Morning màu xanh này. Đấy, tham khảo trước cho em Morning màu xanh đi. Kia Morning màu xanh số tự động 2005 156 triệu đồng, đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Bản SLX nhập Hàn đời 2005 nhá, 156 triệu đồng thôi. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng thêm nhá. Tư nhân chính chủ Hà Nội 29A đây, 363667. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp, 155 triệu đồng. Vâng, chào bác Cường Phạm, chào bác Bùi Đông, chào bác Nguyễn Văn, chào bác những khách hàng đang xem buổi live stream ngày hôm nay. Đâu, xem Morning màu vàng ở chỗ nào nhỉ? Để tư vấn cho anh chị quý vị nhìn ạ. Đấy, còn rất là nhiều xe luôn. Còn rất là nhiều xe để tư vấn cho mình luôn. Đấy, hôm nay là mới sắp xếp tại bãi luôn đấy, chưa nhớ được Morning màu vàng ở đâu. Còn rất là nhiều xe luôn ạ, tham khảo giúp anh chị quý vị mình ơi.
Đây các bạn mà đang quan tâm dòng i10 này, i10 bản đồ tiêu chuẩn về chạy dịch vụ này, tham khảo cái mẫu này đi. i10 2014 đăng ký làm bánh năm 2017. 1.0 số sàn, đăng ký làm chỗ ngồi bản tiêu chuẩn này. 195 triệu đồng đang bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương, tư nhân chính chủ 14 Quảng Linh. Quê hương đất cảng đấy ạ. Đấy. Đấy. 195 triệu đồng. Hỗ trợ ship xe anh chị VIP cho mình nhá. Đấy, còn rất là nhiều xe đây, tư vấn nhà mình này. Con này bản đủ này. 195 triệu đồng, đồng giá hai chiếc 195 triệu đồng. Đâu để em xem modeling màu đỏ đâu, để modeling màu vàng đâu này. Để tư vấn này. Anh Tinh Lăng ơi, đây, modeling màu vàng rồi, thấy modeling màu vàng rồi. Kia modeling màu vàng đây. Kia modeling màu vàng số sàn bản Bay 2016, động cơ 1.25 4 máy này, nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu, một mẫu xe mà máy số điện đóm rất là lành, rất đi khi hỏng vặt nhá. Bán hôm nay giảm giá này còn 190 triệu đồng thôi. Cam lùi cam hành trình đầy đủ, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 này. Nội thất ghế da hai màu đen đỏ. Đây. Màn hình đây. Màn hình Android cơ lớn này, phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị gia đình nhà mình. Đấy, 190 triệu đồng. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy. Đấy. Ngày mai nhà tiết trung thu rồi. Hôm nay anh em cho ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, trao những phần quà này rất là ý nghĩa này. Đây, nhà mình cùng theo dõi em buổi gọi trao quà tiết đoàn viên này nhá. Đấy, tham khảo giúp anh chị quý vị ơi. Vâng, chào bác Đỗ Tất Thiên này, chào bác Tuấn Chu, chào bác Hải đạt, chào Huy đạt. Đây, chợ ô tô đầu mối Hải Dương này có buổi sinh hoạt chung nhá. Đấy, trước thềm này tổ chức chợ ô tô đầu mối. Cảm ơn chị quý vị mình ủng hộ rất nhiều này. Đấy. Một thành viên tiếp theo. Chủ tịch Cao Hiền này đang tặng quà cho mọi người ở buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy. Đến gia đình và các cháu nhỏ. Đấy các bạn, vui đoàn viên. Xin mời Tuấn ạ. Đấy, một địa chỉ vô cùng uy tín đây, tin cậy đây. Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương nhá. Đấy, cứ bình luận, cứ comment đi, em Tùng tiếp tục lại giới thiệu xe gia đình mình đây. Này, lại quanh lanh quanh 100 triệu này. 135 triệu đồng, Kia Morning 210 1.0 số sàn. Đấy. Vâng, chào bác Đặng Văn Bảng này. Chào bác Nguyễn Điệp. Chào bác Trần Trọng Hải, chào đại gia đình mình. Đấy. Toyota Vios 2010 88 màu đen đây. Đấy, 195 triệu đồng đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Tham khảo giùm em đi anh chị quý vị nhìn ơi. Toyota Vios đời đồng cuối lá khóa chịu hỏng 2010. Đấy, còn rất là nhiều xe luôn, anh chị quý vị mình đang quan tâm mẫu nào này, quan tâm màu nào thì cứ để lại bình luận để comment đi, để em Tùng được tư vấn nữa nhá, để tham khảo này. Đấy, hôm nay chợ đang có buổi sinh hoạt chung này. Đấy, rất là ý nghĩa luôn, trước thềm ngày trung thu này. Đấy, tết đoàn viên nhá, hơi ồn một xíu, nhà mình thông cảm em xíu này. Đấy. Tiếp theo xin giới thiệu và cũng như xin mời được kính mời. Đấy, toàn những nhân vật cộng cán này, kỹ thuật viên này, tổ bán hàng này đấy, chủ tịch các thứ này. Ở chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây. Anh là một thành viên rất xuất sắc ở chợ ô tô đầu mối. Xin chúc sức khỏe anh và chúc gia đình và gửi lời chúc các cháu đón một Tết thiếu niên rực rỡ. Tiếp tục báo giá gia đình ơi, chia sẻ comment nhiều lên, em Tùng tiếp tục báo giá nào. Rất là nhiều xe đây. Một nhân vật không thể thiếu trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là nhiều xe luôn gia đình ạ. Là một trong những công tác viên đấy. Còn rất là nhiều đầu xe phục vụ đình này. Đấy, em xin hướng máy quay ở bên này đi. Nhà mình cùng tham gia buổi Tết Trung Thu ngày hôm nay cùng em đi. Đấy, một buổi Tết đoàn viên lý nghĩa nhá, dành nhá. Đấy, còn rất là nhiều xe luôn. Đấy, nhưng em ạ. Tiếp theo ban tổ chức và cũng như là đại diện cho ô tô đầu mối giới thiệu anh Trung Sơn. Anh Trung Sơn là hộ khẩu thường trú ở thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Hôm nay anh cũng rất vui mừng có mặt ở tại chợ ô tô đầu mối. Anh là một nhà đầu tư cực kỳ xuất sắc của chợ. Đấy nha. Thay mặt nhà mình xin cảm ơn
anh và chúc gia đình đấy những gương mặt vô cùng là thân thương và vô cùng là cộm cán cho ô tô Lầu Ngũ Hải Dương này đấy. Có Asen 1 và không bác. Ok. Và tiếp theo xin giới thiệu với ngày cả nhà nhà mình không thể bỏ quên và lãng quên được một nhân vật cực kỳ quan trọng. Nhờ có chú mà có được những chiếc xe cực kỳ đẹp và chuẩn chỉ cho phục vụ cả nước chúng ta. Đó là Mr. Trá. Anh đại diện cho bên dọn xe. Đấy. Chào lại rồi mình sẽ mở chiếc xe sạch đẹp là nhờ có ông của chú. Đội ngũ nhân lực là vô cùng hùng hậu này, đem đến những sản phẩm chất lượng nhất này. Chiếc xe cực kỳ đẹp và sạch sẽ được phục vụ tất cả khách hàng ba miền tổ quốc. Xin cảm ơn chú. Đó là hôm nay xin kính mời và cũng như là trân trọng kính mời đó là anh Nhơn. Đây. Anh là một nhà đầu tư. Hôm nay bắt đầu chốt xe nhá, hôm nay chốt bắt đầu chốt xe này giảm 10 triệu này. Cái đầu xe là chốt đây giảm 10 triệu luôn nhá. Cảm ơn anh. Anh cũng về. Đấy. Ok. Chúc gia đình anh và cũng như là gửi lời vâng, chào bác Hà Hóa này, chào bác Cường Bùi, chào bác Văn Khương. Chào những khách hàng đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vâng thì được rồi, em Tùng lại tiếp tục vào báo giá đây. Lại tiếp tục báo giá này. Kia Pride 2008 đây, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc 225 triệu đồng. Số tự động 1.4 đang bán được cho ô tô Đầu Mối Hải Dương với cửa tiền là 225 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xi còn zin. Đấy là răng đúc lốp lắp đẹp, số tự động 225 triệu đồng. Đấy còn rất là nhiều xe này. Còn rất là nhiều xe để phục vụ gia đình mình. Đấy. Thì mẹ hôm trước ngày mùng Trung thu này, ngày 15 rằm này, thì em Tùng cũng xin phép ngày mai gửi đến gia đình nhà mình một buổi lễ Trung thu đoàn viên vui vẻ này. Đấy, cứ tham khảo sùng xe cho em Thanh Tùng nhá. Ngày mai thì em cũng xin nghỉ một buổi đón Tết Trung thu. Xin chào và gặp lại anh chị quý vị nhà mình trong những buổi báo giá ngày tiếp theo nhá. Xin chào gặp lại ạ.